Trao đổi với tuổi trẻ online, ngày 28 tháng 11, một lãnh đạo đội cảnh sát hình sự công an quận Đồ Sơn cho biết, sau quá trình điều tra thông tin liên quan nhóm bông hồng đen tự ý lấy mẫu máu của nhiều học sinh để xét nghiệm HIV vào tháng 8 năm 2023, cơ quan điều tra đánh giá chưa đủ căn cứ xác định có vi phạm hình sự mà chỉ là vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đồ Sơn quyết định không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can trong vụ việc này. Trước đó, ngày 24 tháng 8, Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà U, 52 tuổi, trưởng nhóm điều hành nhóm bông hồng đen tại Hải Phòng do vi phạm trong lĩnh vực y tế. Hành vi của nhóm này được xác định là đã làm xét nghiệm HIV đối với người dưới 15 tuổi khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Quyết định xử phạt trên được ban hành dựa trên kết quả làm việc và kiểm tra của Sở Y tế Hải Phòng đối với nhóm bông hồng đen và một số học sinh được lấy mẫu xét nghiệm tại quận Đồ Sơn. Trước đó, ngày 18 tháng 8, khi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế Hải Phòng nhận được thông tin liên quan đến hoạt động xét nghiệm HIV tại cộng đồng của nhóm bông hồng đen. Trung tâm này sau đó làm việc với đơn vị quản lý nhóm trên là Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng, gọi tắt là SCDI vào ngày 19 tháng 8, cùng các đơn vị có liên quan. Hoạt động chính của nhóm là tiếp cận và can thiệp khách hàng là những người sử dụng ma túy trong độ tuổi 16 đến 24. Tính từ đầu năm đến ngày 17 tháng 8, SCDI đã thực hiện tư vấn xét nghiệm sàng lọc HIV cho số khách hàng là 200 người.